Mai chiếc kè bông xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, thì hôm nay vườn mai của em vừa chở trong vườn về một cái lô dảo Phú Tân rất là đẹp luôn. Một cái giống mai vừa chịu lạnh tốt nè, vừa dễ nuôi và xử lý hoa ha rất là tốt luôn. Và đặc biệt là cái lô dảo Phú Tân này cả nhà, tụi em đã uống thân hết rồi, nó dán lông hết nha. Cây thì sinh trưởng rất là khỏe và đặc biệt nó đã liền cốt được 80-90% nha cả nhà. Và đặc biệt cái lô này nó có một cái đặc trưng hơn nữa, đó chính là có cái rễ hình trái bí ha cả nhà. Thì lâu lâu tụi em mới có cái lô hình trái bí nha, và vừa trái bí nè, vừa uống dáng lông nè, rồi vừa cha dễ chăm, rồi bông đẹp nữa cả nhà. Nhìn thấy nó có rất là nhiều ưu điểm ha. Đây em sẽ gọi từ từ cho chúng ta xem. Lô này nó vừa có tổ chim nè, vừa có tổ chim ha. Trời ơi, uống dáng lông rất là đẹp nè cả nhà, uống dáng lông rất là đẹp luôn á. Đây nó hình trái bí nữa nè cả nhà. Đây trái bí uống dáng lông, để em đo nha, em đo chiều cao nha cả nhà. Từ cái mặt thân trở lên hơn một gang tay của em thì tầm khoảng chắc 25-30. Thì nói chung là trong một cái lô cây thì nó rất là nhiều cây. Cây thì phải 90 cả nhà, cho nên là ví dụ như em đo từ 30 trở lên đi, 30 trở lên là phù hợp nhất ha. Để nó có lò xo nè. Uống dáng lông rất là đẹp, vừa có lò xo nè, vừa có trái bí nè, rồi vừa có tổ chim luôn. Đó, đây cả nhà, nhìn một cái cây rất là tuyệt vời. Thì lô này em bán với giá là 100.000 một cây nha. Ba cây thì bên em sẽ bao ship. Và chương trình tri ân khách hàng bên vườn mai của chiếc chè bông đó chính là 10 cây tặng một nha cả nhà. Cây rất là đẹp luôn nha, sum xuê ha. Cành nhánh nó đã ra dáng hết rồi nè, tụi em uống thân hết rồi, rồi đã tháo dây ra rồi nha cả nhà. Đây, rất là đẹp, tổ chim nè, quá đặc sắc ha. Tại này rất là dễ chăm, số lượng thì cũng không có nhiều, mọi người nhanh tay lên nha. Đây, nói chung là cũng có những cây sum xuê thì cũng chín mùi cả nhà. Tại vì ngón tay mình mà có dài có ngắn mà, cho nên là cái cây thì cũng có chín có mùi ha. Thì ai thích cái loại dảo Phú Tân, hình tổ chim và hình trái bí thì xin hãy liên hệ bên vườn mai của chiếc chè bông qua hai số điện thoại em để bên dưới nha cả nhà. Đây, rất là đẹp luôn. Thật là tốt mịt, xum xuê luôn nha. Đó, trái bí là to rồi. Thêm cái hàng này đang mới về luôn cả nhà. Thêm cái tổ chim nữa cả nhà. Đây, em sẽ vào cho cả nhà mình cùng xem nha. Em sẽ giới thiệu lại nha. Nãy giờ thì em giới thiệu trên xe thôi, bây giờ là em xuống dưới đây luôn nha cả nhà. Cả nhà nhìn thấy vô thân giữa hết, uống hình dáng lông hết, cây nào cũng đều dáng lông hết nha cả nhà. Cái này nó thích hợp cho chúng ta trồng kinh tế nữa. Nếu mà ai có cái thành phần đất mà về mà chúng ta đắp mô á cả nhà, chúng ta trồng cái loại này thì cái kinh tế nó rất là phát triển luôn ha. Này là mô hình kinh tế làm giàu đây. Đắp mô thì tầm khoảng 1-2 năm nữa cái củ nó nở ra nha, xong rồi cái thân nó lắc như thế này thì rất là đẹp luôn. Đây đó, 100.000 một cây thôi cả nhà. Ba cây thì bên em sẽ bao ship nha. 10 cây thì bên em sẽ tặng một nha cả nhà. Đó, đây. Đó, rất là đẹp ha. Đây, cả nhà nhìn thấy uống dáng lông hết. Rồi, xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi đến vườn mai của chiếc chè bông nha. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và rất là mong quý vị hãy ủng hộ bên vườn mai nhà em nha. Và hãy cùng em bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho vườn mai nhà em nha. Xin cảm ơn và chào tạm biệt ạ. Xin chào cả nhà.